dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 9 tháng 4, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ phổ biến 18 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, trời rét. Riêng khu vực bắc trung bộ trời lạnh. Còn Nam Bộ, ngày mai 9 tháng 4, trời tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 đến 55%. Riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.